Chào các bác nhá, chào mừng các bác đến với này YouTube của Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh rất là nhiều phụ kiện đồ chơi cho các bác. Trong clip hôm nay là hân hạnh giới thiệu với các bác một cái môn đồ chơi mới, đó là môn sáo diều các bác nhá. Sáo diều Bắc Giang. Giới thiệu cho các bác về sáo này. Giới thiệu cho các bác về cái dụng cụ đục để các bác có thể tự đục cho mình một cái bảng sáo ưng ý. Mời các bác theo dõi. Nói về bộ đục thì shop em đã có một cái bộ đục như với cái clip trước em có giới thiệu ấy. Đó là bộ đục dành cho anh em chơi bonsai. Anh em chơi bonsai gồm bộ đục gồm có 10 cây ấy. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy là gọi là bộ đục ngắn. Còn khi các bác mà mua bộ đục dài thì các bác sẽ bỏ lại cây 9 và cây 10 ngắn, và các bác lấy hai cây dài kia thì gọi là bộ đục dài. Đó là đục dành cho bonsai các bác nhé. Dành cho bonsai nghĩa là dành cho anh em chơi cây cảnh đấy, đục cây cảnh đấy, đục để tạo thế đấy. Còn clip hôm nay này sẽ giới thiệu cho các bác về cái bộ đục dành cho các bác đam mê môn sáo diều, để các bác có thể đục được cho mình, tự đục cho mình một chiếc sáo. Bộ đục dành cho sáo này thì sẽ có 8 cây các bác nhé. Đấy, có 8 cây. Đấy, có 8 cây này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác để các bác xem. Đây các bác xem đi. Em đánh số tự đây rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 thì cái này là quay sơ cho các bác để các bác nhìn thấy cơ bản về hình dáng của nó. Còn em sẽ cho các bác xem kỹ từng cây một. Và cái môn sáo diều thì chơi rất là hay, anh em cũng đam mê rất là nhiều. Ở đây bên em cung cấp cả sáo hoàn thiện, hoàn chỉnh luôn các bác nhé. Sáo hoàn thiện, sáo này là sáo đã test thử, đã đưa lên diều và đã kêu, bao cho các bác là kêu. Thế còn hay thì đối với bên shop này mình nó là hay rồi. Thế còn cái sự cảm nhận của mỗi bác, cảm nhận âm thanh của mỗi bác là khác nhau, hoặc là mỗi bác một sở thích khác nhau. Thế cái sáo này là cái sáo tầm này gọi là tầm 50. Còn con trăm kia là tầm 60 các bác nhé, tầm 60. Đấy. Đây các bác nghe sơ cái âm thanh của nó này. Cái này là em thổi bằng miệng thì nó không được hay lắm. Khi các bác chạy xe máy thì nó sẽ nghe giòn hơn. Sau em sẽ gắn xe ghép một đoạn clip mà chiều hôm qua em có đi ô tô. Em đưa ra em thử âm thanh của nó ấy, để các bác nghe nhé. Cái hàng này đảm bảo cho các bác là kêu và còn kêu hay là khác nhé. Rồi tiếp tục em sẽ giới thiệu tiếp cho bác các bác cái bộ đục mà 8 cây dành cho anh em chuyên đục sáo nhé. Bây giờ cây số 1 này. Đây là cây số 1. Nói chung là cây số 1 này là do bên shop em quy định thôi. Nó là cây móng. Cây móng các bác nhé, cây móng nhỏ. Cây số 1 là cây móng nhỏ nha các bác nhé. Cây móng nhỏ này. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 là cái đục bằng nhé. Cái đục bằng. Cái này thì để cho nó tránh tình trạng nó bị lóa thì em sẽ quay gần xuống dưới luôn cho các bác xem. Thì nó sẽ đỡ bị lóa hơn. Thì em đưa từng cây lên này thì nhiều khi là máy ảnh nó nét chưa kịp. Nó chưa kịp nó nét nhé. Đây. Cây số 2 này. Thì đấy, các bác quan sát hình ảnh nó này. Nữa nó như này. Là cây số 2. Còn cây số 3. Đây, cây số 3 đây. Là cây móng cong. Móng cong. Móng cong nó nhỏ. Móng cong nhỏ đấy các bác nhé. Đây là cây số 3 này. Cây số 4 là cây chém. Cái lưỡi chém. Lưỡi vát nhé. Đó. Lưỡi vát lưỡi chém. Đây là cây số 4 này. Thế còn cây số 5. Đây. Cây số 5 là cây móng cong nữa. Nhưng mà nó to hơn. To hơn với cây số 3 kia. Nó sẽ to hơn cây số 3. Đây. Cái này nhiều khi là điện thoại quay gần nó chưa kịp lấy nét các bác nhé. Nó chưa kịp lấy nét. Nhưng mà cơ bản thì các bác cũng đã nhìn rõ được cái lưỡi của nó rồi. Đây, cây số 5 này. Cây số 6 này là cái này tiếp tục có cây móng nữa nhưng mà nó sẽ cong ít, nó cong ít hơn. Đó. Cây số 7 này là
móng vát một chút nhưng mà nó sẽ rộng bản hơn. Cái này đủ các cây các cỡ để cho các bác quét được một cái sáo ưng ý nhé. Cây số 8 này. Đây, cây số 8 là cây đục bạc bằng. Đó. Cây số 8. Thế cái này mà các bác đam mê chơi sáo diều thì rất là khoái, nhiều khi là muốn tự làm cho mình một cái cây sáo được ưng ý thì các bác không có dụng cụ thì bên em cung cấp cho các bác cái dụng cụ, đó là cái bộ đục để giúp các bác có thể tự thao tác, tự đục cho mình một cái cây sáo ưng ý nhất nhé. Đây, thì tất cả những công việc là khi các bác đục sáo ấy, đó là khoét ở trong này, mở miệng này, dùng cây cong, dùng cây móc, là tất cả 1-8 cây kia là có đủ các cây để cho các bác làm nhé, đủ các cây cho các bác làm. Còn các bác nào có nhu cầu chơi sáo hoàn chỉnh luôn thì cũng liên hệ với shop nhé, sáo hoàn chỉnh luôn. Đấy. Thì mọi thông tin thì các bác có vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại mà em đang ghi ở trên màn hình nhá, alo trực tiếp giúp em. Các bác đã quan sát kỹ các mẫu đục, các mẫu số kỹ càng rồi các bác nhé, thì giờ em sẽ báo giá cho các bác luôn. Cái bộ đục nhỏ này này, bộ đục nhỏ mà dành cho anh em chuyên đục sáo diều này ấy, thì giá là 350.000 một bộ các bác nhé, 350.000 một bộ mà đã bao tiền phí ship gửi rồi. Em bán là em bán theo bộ ấy, không có bán lẻ. Thế còn cái sáo này là sáo tiêu chuẩn, sáo đã có thử có test hết rồi. Các bác có nhu cầu thì cái sáo này là 200 một cái này, 200 một cái sáo này. Thế còn những cái hàng sáo hàng chợ mà chỉ biết gọi là tên là sáo, hình là sáo thôi ấy, chưa có thử chưa test gì thì giá chỉ 100 hơn 100 chút thôi. Nhưng hàng này là hàng bao cho các bác kêu giòn, kêu hay, kêu ok luôn thì nó là 200 một cái nhá. Rồi em xin cảm ơn các bác. Rồi, sáo diều các bác nhá, sáo diều Bắc Giang. Sáo diều Bắc Giang tầm 60. Tuyệt vời chưa các bác? Đã ok luôn.